một tràng pháo tay thật lớn cho ban tù ca số tiền trở lại với quý vị bây giờ trong hai ca khúc. Một ca khúc rất là quen thuộc ngay từ những quý vị trưởng thượng đã nghe từ lúc nhỏ cho tới sau này thế hệ sau này chúng con mới được nghe. Và thưa quý vị, đó là ca khúc Nhớ ơn Ngô Tổng thống, và tiếp nối sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Hùng Lân, nhân dân cách mạng Việt Nam. Và ban tù ca Xuân Điền sẽ gửi đến quý vị nội dung hai bài hát ý nghĩa này sau đây. Kính mời quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho ban tù ca Xuân Điền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy.